Và tiếp theo chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực trồng trọt với nội dung tương tự như câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi đến từ khán giả Vũ Đình Mạnh, số điện thoại 0384 3 số cuối 652 ở Hưng Yên. Khán giả muốn hỏi về cách bón phân để tạo độ ngọt cho cây táo ạ. Xin mời chuyên gia. Vâng. Theo tôi là nếu mà bác có nhiều thì là bác nên bón theo quy trình là vừa phân chuồng hoai mục này, lại vừa phân hóa học. Còn nếu có ít thì theo tôi bác chỉ nên bón phân chuồng hoai mục thôi. Bởi vì là phân chuồng hoai mục ấy là nó sẽ có đầy đủ đạm, lân, kali, rồi trung lượng canxi, silic, rồi các cái vi lượng bo, rồi molip, rồi là magie, rồi vân vân. Đấy, thì bác chỉ nên bón phân chuồng hoai mục. Và vì nếu mà nhiều thì bác nên bón làm hai đợt. Đợt thứ nhất là sau thu hoạch, đúng không ạ? Sau thu hoạch độ khoảng 7 đến 10 ngày. Nếu mà cây táo độ 5 tuổi thì bác có thể bón 4-50 cân. Đấy. Thế và thậm chí nhiều càng tốt, không sao, phải là phân chuồng hoai mục. Còn nếu mà phân tươi thì lại là nó chết luôn. Thế và nếu nhiều nữa thì bác nên, đấy là bón lần thứ nhất là sau thu hoạch. Bón lần thứ hai là đầu mùa mưa. Bác ở Hưng Yên đúng không ạ? Thế thì như vậy là tháng 5, tháng 6 là bác có thể bón một đợt nữa. Thì như vậy là tháng 7, tháng 8 nó mưa to thì tuyệt vời luôn. Như vậy là tôi nghĩ là bác nên tập trung bón phân chuồng hoai mục, là bảo đảm với bác là cái chất lượng quả táo nó sẽ ngọt như bản chất giống của nó. Bởi vì tôi không dám khẳng định là hiện nay giống táo nó có những cái loại là rất ngọt nhưng nó thoái hóa thì không ngọt được nữa. Do đó nếu bón càng nhiều phân chuồng nó vẫn cứ chỉ cải thiện một tí thôi, thì lúc đó khi lại nói chuyên gia VTC 16 tư vấn sai, thì bác phải xem lại cái nguồn gốc giống nữa. Nếu mà quả thật những năm trước đây nó rất là ngọt, bây giờ nó không ngọt, thì bác tác động phân chuồng hoai mục nó sẽ ngọt trở lại. Vâng, xin cảm ơn những tư vấn đến từ chuyên gia Tống Khiêm. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.